Quang Viên xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và xin chào đón quý vị đến với 20 phút với Quang Viên. Kính thưa quý vị, 20 phút với Quang Viên, quý vị sẽ có một câu chuyện rất là mới mẻ trong cuộc sống. 20 phút với Quang Viên, quý vị sẽ có một cái góc nhìn rất là đặc biệt về vấn đề mà Quang Viên sẽ chia sẻ với quý vị. Và 20 phút với Quang Viên, quý vị sẽ gặp được một khuôn mặt rất là khả ái và mới mẻ trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và khuôn mặt đó là bác sĩ Daniel Lưu Quốc Doanh. Quang Viên xin chào đón bác sĩ buổi tối hôm nay đến với chương trình của VNTV và Quang Viên 20 phút. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, bác sĩ Daniel Lưu Quốc Doanh là bác sĩ chỉnh xương nắn gân, có văn phòng tọa lạc tại 34427 Euclid, ngay góc đường Euclid và Elcom Boulevard. Bác sĩ cũng là một trong những bác sĩ làm việc rất là thân thiện với cộng đồng Việt Nam của chúng ta, giúp cho chúng ta rất là nhiều, biết nhiều hơn về cách phòng ngừa, chữa bệnh, về tai nạn xe cộ, bị đau như thế nào, xương chúng ta phải cẩn thận như thế nào, rất là nhiều người không được biết tới. Và trước khi bước vào câu chuyện buổi tối hôm nay, Quang Viên xin bác sĩ có đôi lời gửi đến quý vị khán giả của VNTV. Xin kính mời bác sĩ. Bác sĩ, tôi xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Vâng, kính thưa quý vị, khi chúng ta nói tới chỉnh xương nắn gân đó, chúng ta biết rằng là chúng ta, mọi người lo lắng rất là nhiều. Khi chúng ta bị đụng xe, có nhiều người nói là tôi bị đụng rất là nhẹ, không cần lo lắng phải đi gặp bác sĩ. Có nhiều người nói là tôi bị đụng rất là nặng, sau một thời gian chữa trị rồi nó vẫn chưa hết, không biết phải là chữa trị đúng cách hay là không đúng cách. Buổi tối hôm nay, Công Viên và bác sĩ Lưu Quốc Xanh sẽ được gửi đến quý vị một cái đề tài rất là quen thuộc mà có lẽ mà nhiều khi chúng ta không biết rõ. Đó là cái sau khi chúng ta bị tai nạn xe cộ, kính thưa quý vị, một cái hội chứng gọi là hội chứng đau nhức cần cổ, whiplash. Cái whiplash nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta như thế nào? Cái gì đã gây ra cái whiplash? Và chúng ta cần phải biết những điều nào để chúng ta chuẩn bị chữa trị? Và thưa bác sĩ, khi mà chúng ta nói tới whiplash hay là hội chứng đau nhức cần cổ đó, sau khi bị tai nạn xe cộ đó, bác sĩ có thể giải thích cho quý vị cũng như là Quang Viên biết thêm một tí xíu nữa, whiplash là cái gì? Hội chứng đau nhức cần cổ là cái nào, thưa bác sĩ? Kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin được phép nói về hội chứng đau nhức cần cổ xảy ra sau khi bị tai nạn xe cộ, hay còn gọi là whiplash. Khi bị chấn thương ở cổ hay là cột sống cổ là nguyên nhân thông thường xảy ra sau khi tai nạn xe cộ từ đằng sau, hay người Mỹ họ gọi là rear-ended, after car collisions. Khi mà quý vị, cái xe đó nó đụng vào đằng sau xe của quý vị, thì nó gây ra một sự chấn động rất là mạnh. Cái sức chấn động này nó làm cho cần cổ quý vị bị đẩy ra phía trước rất là nhanh và bật ngược ra đằng sau. Chính vì lý do đó mà cần cổ quý vị bị thương. Quý vị phải nên nhớ rõ rằng là cái sự chấn động này nó chỉ xảy ra trong vòng 1/10 của một giây, tức là một cái chớp mắt mà thôi. Do đó cho nên cái sức tống bằng trực trực chỉ cần 5 tốc độ 5 giây, 5 mile per hour thôi, cũng có thể gây tới chấn thương của cần cổ. Và thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa trình bày đó là khi cái chấn thương của whiplash, cái whiplash nó xảy ra là rất là lẹ, trong vòng 1/10 của cái giây mà thôi, là khi mà cái xe mà chúng ta bị đụng từ phía sau, cái impact mà nó tới liền đó, là cái cổ của chúng ta sẽ bị đẩy về phía trước và nó giật ngược về phía sau. Thưa bác sĩ, khi mà phần đông khi người ta nói là khi mà chúng ta ngồi xe thì có cái seat belt như vậy đó, thì cái seat belt nó có giúp được cái phần nào cho cái whiplash của chúng ta không, hay là tại vì nó, hay là cái seat belt nó chỉ nằm từ trên bờ vai xuống thì nó không giúp được? Thưa anh, cái seat belt đó mục đích của nó là để cho tránh trường hợp anh bị văng ra khỏi xe. Vâng. Hoặc là nó cái ngực của anh đụng va chạm mạnh vô cái tay lái. Vâng. Để tránh những chấn thương mà nguy hiểm tới cái phần phổi. Vâng. Và phần tim thì vậy... Vâng, xin mời bác sĩ tiếp tục. Cho nên là cái seat belt đó nó không giúp đỡ gì cái vấn đề cái cổ. Vâng. Vậy khi mà mình, như bác sĩ vừa trình bày đó, là có thể một tốc độ rất là nhẹ, có thể là 5 mile một giờ, yeah, lên tới tất cả như là 60 dặm một giờ. Nhiều khi chúng ta lái xe ngoài freeway nó lên tới 75-80 mile một giờ. Yeah. Mà khi mà đụng như vậy đó, là cái người mà bị đụng như vậy, thưa bác sĩ, họ có cảm giác được liền ngay cái phần cổ của họ không? Hay là nhiều khi 2-3 tiếng sau hay là 2-3 ngày sau họ mới cảm giác được cái sự đau trên cái cần cổ của họ? Yeah, cảm ơn anh, câu hỏi của anh rất là chính xác và thực tế. Khi mà sau khi bị đụng xe đó là mình thường các bệnh nhân mà tôi kinh nghiệm trong khi làm việc 10 năm nay thì họ không thấy đau ngay lập tức. Vâng. Thường thì họ bị choáng váng và họ sợ hãi. Vâng. Và sau đó là họ cảm thấy là không biết làm gì. Chính sự sợ hãi và cảm thấy mình không biết làm gì đó nó ảnh hưởng tới cơn đau cổ, cho nên thường là bệnh nhân không cảm thấy đau ngay lập tức. Vâng. Mà cái nếu có đau thì đau rất là nhẹ,
thưa anh. Vâng, và có nghĩa là khi mà cái đó có thể gọi là một cú sốc, khi mà họ bị sốc mạnh quá, bị động, họ choáng váng, họ chưa định thần được, thì cái cơn đau nó chưa đến liền, họ không có suy nghĩ tới cơn đau liền. Thì theo bác sĩ, theo kinh nghiệm của bác sĩ làm việc với những bệnh nhân mà đã bị đụng xe từ một thời gian vừa qua đó, thì theo bác sĩ thấy là sau khi mà một người bị đụng xe, không cần biết là nặng hay là nhẹ, bị cái chấn thương đau nhức ở cần cổ như vậy đó, thì họ cần phải tới văn phòng bác sĩ chẩn đoán liền lúc đó liền, hay là họ có thể chờ bao lâu mới cần tới, thưa bác sĩ? Thông thường thì theo kinh nghiệm của tôi thì đa số trường hợp thì họ có ambulance hay là 911 họ gọi, thì họ chở thấy thẳng tới bệnh viện. Thì ngay tại trong bệnh viện mình gọi là acute care, tức là trường hợp khẩn cấp để săn sóc. Thì trong bệnh viện họ sẽ tiến hành những cái công cuộc khảo sát về bệnh lý. Thí dụ như họ cho chụp hình X-ray hay là MRI để xác định coi là những cái phần trong xương hay là những cái phần khớp có bị gãy hay là có bị chấn thương nặng hay không. Rồi sau đó thì các bác sĩ trong bệnh viện họ sẽ cho một ít thuốc giảm đau và cho bệnh nhân ra về. Nếu trường hợp nặng họ có thể giữ cho cả tuần lễ, tùy theo trường hợp, nếu mà các phần trong cơ thể mình thí dụ như gan, phổi bị chấn thương. Thưa bác sĩ, như công viên được biết là khi mà chúng ta bị chạm với cần cổ đau như vậy đó, là nó sẽ limit cái phần mà chúng ta quay lại cái phần cổ của chúng ta, hay là chúng ta gục đầu lên gục đầu xuống, phải không bác sĩ? Dạ vâng. Vì cái lý do đó, có phải là vì cái xương cổ nó cứng, hay là cái bắp thịt nó làm cho mình bị cái đó sau khi mà chúng ta bị đụng xe như vậy? Sau khi mà anh bị đụng đằng sau mà với tốc độ, với cái khoảng cách rất là ngắn và nhanh như vậy đó, nó làm cho cái cổ mình bị kéo giãn ra ngoài cái sức chịu đựng của cơ thể. Vâng. Cho nên là tất cả những cái phần trong cơ thể của con người sẽ bị tổn thương. Quý vị có thể nhìn vào tấm hình này, thì quý vị thấy đây là cái tấm hình mà cơ thể của người phụ nữ, họ đã lấy hết tất cả phần da ra, họ chỉ cho mình thấy phần bắp thịt thôi. Như quý vị đã thấy á, là mình cái phần cổ mình có rất nhiều là bắp thịt đằng sau và đằng trước và đằng sau, và đây là cái cột sống mình cho mình thấy. Là cột sống này ngoài ra là ở trong giữa này là cột sống, nên khi cái cần bắp thịt này nó có sức kéo giới hạn mà thôi. Họ không thể kéo quá mức của nó được, khi quá mức họ sẽ bị rách và bị sưng. Thì quý vị phải nên nhớ là đây là những cái tế bào rất là nhỏ, mình có thể nói là người Mỹ nó gọi là nano size, tức một phần tỷ của một milimeter đó, cho nên là nó rất nhỏ, cho nên nó dễ dàng bị rách khi mà bị chấn động mạnh như vậy. Do đó mà khi nó rách như vậy nó sẽ chết, và nó sẽ chết là nó chảy ra nước, tức là giống như quả bóng bóng mà quý vị bạn bẻ nó vậy đó. Thì nhiều cái quả bóng bóng trong cổ quý vị hay là những tế bào nó bị bẻ ra như vậy, nó sẽ làm cho cái cổ, cái bắp thịt nó bị sưng lên. Và khi sưng lên như vậy nó sẽ phát ra một cái tín hiệu, tức là một cái hóa chất báo cho óc biết là tao bị thương hay là tao bị chết tế bào đó. Thì cái tế bào não mình báo cho mình biết qua cái cảm giác là đau. Đó. Thưa bác sĩ, vậy như vậy đó, thì đối với những cái khớp xương trên cái cần cổ của chúng ta đó, thì nó có bị ảnh hưởng như thế nào không bác sĩ? Nó có bị như bác sĩ hãy nói là nó bị sẽ bị giãn ra, thì công viên thấy bác sĩ có đem theo cái mô hình của cái xương này, thì bác sĩ có thể trình bày rõ thêm về những cái khớp xương của chúng ta như thế nào, thưa bác sĩ? Thưa quý vị, đây là cái cột sống cổ của cột sống của con người. Cái phần trên này là phần cổ, phần giữa này là phần giữa lưng và phần cuối lưng. Mình có tổng cộng là 33 cái đốt xương như vậy. Và giữa những đốt xương có những lớp đệm. Lớp đệm này để tránh những trường hợp mà mình va chạm mạnh hoặc làm hư cái cục xương này. Và phần trên cổ này mình có 7 khớp xương. Quý vị thấy là đây là những cái bắp thịt và đây là khúc xương. Thì ở ngoài này có rất là nhiều bắp thịt. Nào, cái xương cổ mình nhờ mình nó là những cái khớp xương và những khúc xương như con rắn vậy đó. Cho nên mình có thể quay và cú lên cú xuống một cách uyển chuyển. Mình chính vì lý do uyển chuyển đó, cái động tác của mình rất là phức tạp và chi tiết. Như quý vị đã biết, cho tới giờ phút này con người chưa thể nào làm được cái bộ máy nào mà hoàn hảo như con người. Uyển chuyển như là cái bộ xương mình có thể làm được. Chính vì lý do đó, nó khi nó bị thương nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái sức khỏe của mình. Như quý vị đã thấy là ngoài cái xương này ra, nó bao bọc cái lớp tủy sống của con người. Đây là lớp tủy sống. Và tủy sống, các vị đừng có quên là mình không phải chỉ có cái bộ óc trên này đâu, mình có những bộ óc nhỏ trên này nữa, mình gọi là tủy sống, nó cũng là bộ óc luôn. Nó điều khiển tất cả những cái cơ phận như bàn tay, và ở giữa lưng thì là phổi, tim, và cuối cùng là gan và các tứ chi của mình.
Khi mà quý vị thấy đây, khi mà cái cổ quý vị đưa tới đằng trước và bật ngửa đằng sau, ở cái trạng thái vượt qua cái mức chịu đựng của cái cơ thể, nó sẽ làm rách hết tất cả những tế bào nằm dọc theo cột sống. Vâng. Và khi cái tế bào bị rách, tức là mình nói là nó bị chết hay là nó bị thương, nó sẽ sưng lên làm cho cái vị đau nhức. Vâng. Và thưa bác sĩ, nhưng mà chúng ta thấy như vậy là rất là nguy hiểm. Mặc dù chúng ta nhiều người có thể nói là đụng xe tôi chỉ đụng rất là nhẹ không có sao, thì nếu mà không có chữa trị liền mà có đứng những phương pháp mà chữa trị đúng bác sĩ, thì cái ảnh hưởng trên người đó sẽ bị như thế nào thưa bác sĩ? Dạ thưa vâng, như quý vị thấy đó, đa số các quý vị sau khi bị đụng xe là mình hay có cảm giác là bị choáng váng, rồi có nhiều quý vị cảm giác là buồn nôn, vâng. Có nhiều quý vị cảm giác là mất ngủ, không ngủ được và đau nhức cần cổ, và có nhiều trường hợp là rất là khó thở. Có nhiều người bệnh nhân có nói với tôi rằng là sau khi va chạm như vậy họ cảm thấy rất là khó thở và thách có làm cho họ phải 5-10 phút sau mới cảm giác trở lại thở lại bình thường. Mà những cơn khó thở đó nó làm cho nó xảy lại trong quá trình mà sau đó mấy ngày. Nào thưa quý vị đừng có quên là những cái dây thần kinh ở cổ này ngoài ra nó xuống bàn tay của mình và nó cũng xuống thẳng tới cái bộ phận ở phổi. Cho nên tất cả những cái gì mà làm chấn động cái dây thần kinh trên này nó ảnh hưởng tới cái hệ thống khí quản của mình, cái phổi của mình, cho nên mình dễ hay bị khó thở sau khi đụng xe. Những trường hợp như vậy đó thì như quý vị thấy, khi mình khó thở như vậy cái lượng oxygen lên trên não của mình rất là ít. Chính vì lý do đó mà quý vị hay có nhiều trường hợp quý vị cảm thấy là mình hay buồn nôn. Kính thưa quý vị, như bác sĩ Lưu Quốc Doanh vừa trình bày đó, một cái điểm mà chúng ta để ý rất là đơn giản. Nhiều khi chúng ta thấy rằng là có thể bị đụng xe rất là nhẹ, chúng ta nghĩ rằng là không có gì xảy ra. Nhưng mà những cái triệu chứng xảy ra sau khi đó, ví dụ như là quý vị bị khó thở, bị mất ngủ hay là bị chóng mặt, nhức đầu, đó là những triệu chứng tiếp nối xảy ra như bác sĩ vừa trình bày, vì những cái dây thần kinh đó nó điều khiển hoàn toàn những cái bộ phận trong cơ thể của quý vị như là phổi hay là tứ chi, làm cho quý vị khó chịu. Bởi vậy quý vị phải nên tìm gặp một vị bác sĩ để chỉnh đoán rõ ràng và có những phương thức chữa trị cho nó hợp tình hợp lý, để rõ ràng là chúng ta không bị kéo dài trường hợp này lâu hơn và gây ảnh nguy hiểm tới sức khỏe của chúng ta. Yeah. Thưa bác sĩ, khi mà nói tới những phương pháp chữa trị đó thì những phương pháp chữa trị nào có thể thích ứng để giúp cho những người bệnh nhân bị cái hội chứng đau cần cổ sau khi tai nạn xe cộ thưa bác sĩ? Dạ vâng, trong nhiều trường hợp thì bệnh nhân sau khi thí dụ như bệnh nhân đi đến bệnh viện thì như quý vị đã biết, họ sẽ chụp hình cái khớp xương ở trong cột sống của mình để họ muốn biết rằng là nó có bị gãy hay là có bị thương tật nặng hay không. Ngoài ra họ cũng kiếm coi là những cái khớp xương mình có bị lệch hay không. Có nhiều trường hợp khi mà bị gạch vạch như vậy thì cái khớp xương cổ mình sẽ bị lệch ở một trạng thái rất là nhẹ nhẹ và rất là nhỏ. Nhưng chính vì sự lệch đó nó giống như cái bánh xe bốn bánh của xe quý vị mà nó bị lệch, nó rất là khó chịu. Quý vị lái xe rất là không cảm thấy an toàn. Không cân bằng được. Dạ cân bằng. Cho nên quý vị phải đem xe vô cho công thợ để ông điều chỉnh lại. Thì cái khớp xương của mình nó cũng vậy thôi. Khi nó bị lệch một chút xíu, nó bị nghiêng qua đây do những bắp thịt co rút quá mạnh đi, thì quý vị cũng cảm thấy khó chịu. Trong trường hợp này thì những bác sĩ ở trong bệnh viện thì họ hay cho uống thuốc để giảm đau, nhưng mà dù cuối cùng họ cũng khuyên mình nên gặp những bác sĩ chuyên khoa. Thì trong trường hợp này thì tôi khuyên quý vị, nếu mà xương của quý vị không có sao và chỉ có bị đau cần cổ thôi, thì quý vị nên đến các bác sĩ về chỉnh xương. Có nhiều trường hợp quý vị có thể chọn những bác sĩ khác, nhưng mà bác sĩ chỉnh xương thì họ, những bác sĩ này họ chỉ có chuyên môn về cột sống thôi, và họ đã được huấn luyện một cách rất là kỹ lưỡng về vấn đề này, và họ đã dùng những bàn tay khéo léo của mình điều chỉnh lại cái khớp xương của quý vị, cho nên quý vị sẽ dễ phục hồi hơn. Ngoài ra vấn đề mà bác sĩ họ chỉnh khớp xương, nắn lại khớp xương, họ cũng nắn lại những bắp thịt cho quý vị. Họ dùng những phương pháp vật lý trị liệu đặc biệt mà đã có hiệu quả, mà nó không gây những cái tổn hại trong cơ thể đã qua nhiều năm nay, mà hồi xưa các bác sĩ gia đình họ cũng đã sử dụng. Nhưng mà về sau này thì somehow thì họ chuyển qua các cái bác sĩ khác. Thì ngoài cái vấn đề đó ra thì bác sĩ chỉnh xương cũng khuyên quý vị dùng các dược thảo mà không gây những cái phản ứng phụ. Thứ hai nữa là bác sĩ cũng khuyên quý vị có những bài tập thể dục là cần thiết để phục hồi. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, như bác sĩ Lưu Quốc Doanh vừa trình bày với chúng ta, cái sự gặp một vị bác sĩ biết rõ
cách trị liệu như thế nào rất là quan trọng. Vì nhiều khi nếu mà chúng ta không đi đến gặp một vị bác sĩ biết rõ những căn bệnh của chúng ta, hoặc là một vị bác sĩ biết cách trị liệu rõ ràng, thì căn bệnh của chúng ta có thể gây ra nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta nhiều hơn. Hồi nãy bác sĩ vừa trình bày nói về một vấn đề gọi là vật lý trị liệu, nhưng quý vị cũng được biết rất là nhiều là khi mà chúng ta bị đụng xe đó là bắp thịt, cái cơ của chúng ta bị giãn ra. Thì nhiều người họ nghĩ rằng là nếu mà tôi uống thuốc tây ấy, thì nó không có đau liền ngay lúc đó, tôi đi vật lý trị liệu phải tốn một thời gian lâu lắm thì nó mới hết. Thì thưa bác sĩ, vật lý trị liệu bác sĩ có thể cho công viên như là quý vị khán thính giả biết thêm là trong những vật lý trị liệu bác sĩ làm như thế nào không? Nhiều người họ đi và nói là tôi sợ chạy bằng điện hay là chạy bằng máy, nó rung người tôi, nó sợ đau lắm hay sao, bác sĩ có thể chia sẻ thêm dạ, vâng. phần đó. Thưa anh, thưa quý vị, vật lý trị liệu đây tức là họ dùng những cái máy mình gọi là nó phát ra những cái làn sóng rất là nhỏ. Thường thì trung bình những cái làn sóng mà dùng đó là khoảng từ 1 Hz cho tới 150 Hz. Right. Nào để cho quý vị có một cái khái niệm 1 Hz là cái gì. 1 Hz thí dụ như cái phone của quý vị đang xài, thí dụ phone tay, quý vị xài là nó dùng là 950 kHz. FM, PM như quý vị đang nghe mỗi ngày đó là khoảng là 150 Hz, khoảng là từ đó cho tới khoảng 1000 Hz. Vâng. Thì cái làn sóng của để chữa trị cho cơ thể của mình nó rất là nhỏ. Vâng. Tại vì tại sao cơ thể mình nó không cần những cái làn sóng mạnh? Những làn sóng mạnh như làn sóng phone tay nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cơ thể. Cho nên những cái vật lý trị liệu đó nó dùng những cái làn sóng mà phù hợp với cái cơ thể, đặc biệt là cái bắp thịt quý vị. Tại vì mình chữa đây là vật lý trị liệu, đây là mình chữa bắp thịt đó, cho nên là những cái bắp thịt này họ cần những cái làn sóng rất là nhẹ để kích thích cái bắp thịt để trở lại bình thường. Vậy là để giúp cho bắp thịt nó hoạt động lại cái như bình thường hồi xưa, dạ, phải không thưa bác sĩ? Dạ vâng. Thì ngoài những cái làn sóng như vậy, họ có quý vị thường hay nghe các bác sĩ hay dùng ultrasound. Ultrasound là một cái máy mà quý vị nếu mà các trong nhà quý vị có các bà mẹ thì bà mẹ cũng biết ultrasound là cái gì. Vâng. Khi mà mình 5 tháng, 6 tháng, các bà mẹ được đi tới các bác sĩ chuyên môn về đỡ đẻ. Vâng. Thì họ dùng cái đó, ultrasound đó để coi đứa nhỏ trong bụng. Thì các bác sĩ trong các bác sĩ chỉnh xương họ cũng dùng ultrasound đó để dùng để chữa trị các bắp thịt khi bắp thịt bị sưng. Vâng. Nào cái mục đích của ultrasound nó làm cho những cái bắp thịt khi nó bị sưng như vậy, cái nước ở trong cái vùng đó nó sẽ ứ động lại, nó không có thoát đi được. Vâng. Thì cái ultrasound nó sẽ kích thích cái máu sẽ lưu thông nhanh hơn. Vâng. Thì những cái chỗ mà sưng nó sẽ giảm sưng. Thì một cách tự nhiên. Vâng. không phải có những cái xài những ảnh hưởng phụ gì hết, cho nên mà không có đau đớn. Vâng, thưa bác sĩ, bởi vì công viên cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì công viên được biết là một số người đó họ sợ uống thuốc sẽ gây ra những cái phản ứng phụ, hay là nhiều khi những thuốc giảm đau, có nhiều người bị dị ứng những thuốc giảm đau thì họ uống không được. Thì qua cái quá trình mà để đi lo bác sĩ chỉnh xương hay là vật lý trị liệu đó, thì những cái quá trình đó kéo dài tùy theo cái độ nặng nhẹ của một người bệnh nhân, hay là thông thường khoảng 3 tháng thì người bệnh nhân nó sẽ chữa bệnh được khỏi hay là sao thưa bác sĩ? Dạ thưa anh, khi mà bệnh nhân bị tai nạn xe cộ á, nếu mà họ tới bác sĩ chỉnh xương hay là bác sĩ khác trong ngay lập tức để chữa trị đó, thì cái sự chữa trị nó sẽ ngắn hơn. Vâng. Nếu mà các quý vị đó để một thời gian dài, tức là cái phần mà bị thương nó trở nặng đó, vâng, thì cái sự chữa trị nó dài hơn. Nào, có nhiều trường hợp, có nhiều bệnh nhân họ khỏe, họ rất là khỏe, thì những chữa trị đó nó cũng ngắn hơn. Những bệnh nhân mà yếu đuối, họ có sẵn cơn bệnh trong người, vâng, thì những chữa trị đó nó sẽ kéo dài hơn. Nhưng mà sự chữa trị kéo dài trong cái vấn đề mà đi chỉnh xương nó cũng chỉ từ 3 tới 6 tháng mà thôi. Vâng. Và sau khi các quý vị đã hoàn toàn bình phục, có nghĩa là bình phục. Vâng. Chứ không có cái vấn đề mà... vẫn còn vương vấn lại không? Vương, không còn là, ồ, sao lại bị đau lại rồi, vâng, ồ, tại sao nặng hơn? Vâng. Chính vì lý do đó mà các quý vị nên đến các bác sĩ chỉnh xương, tại vì đó là cái sự chữa bệnh dứt khoát, không có vấn đề đau cổ xong thêm cái đau lưng, thêm cái đau vai, hay từ từ các vị thấy, thí dụ như quý vị bị đau lưng ở các vùng dưới này đây, có nhiều trường hợp quý vị cảm giác như là quý vị cảm thấy đau chân bên phải, có một hôm thì quý vị cảm thấy đau chân bên trái, có nhiều khi quý vị thấy đau cả hai chân luôn. Càng để lâu càng cảm thấy nó phức tạp thêm.
Kính thưa quý vị, một lần nữa Quang Viên cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi 20 phút với Quang Viên với bác sĩ Daniel Lê Quốc Dành, và hy vọng rằng câu chuyện buổi tối hôm nay đã mang lại quý vị một niềm vui mới và một kiến thức mới trong gia đình. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, cũng như là cảm ơn bác sĩ Lê Quốc Dành rất là nhiều đến đây chia sẻ cùng quý khán thính giả của VNTV. Và một lần nữa Quang Viên xin kính chúc quý vị một buổi tối thật là an lành và chung vui với gia đình. Xin kính chào quý vị.